Nhận định, soi kèo Jordan với Việt Nam 23 giờ 45 phút ngày 31 tháng 5 năm 2021. Tại trận đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng loại WC, Jordan sẽ có chuyến đón tiếp các cầu thủ Việt Nam trên sân nhà. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Với những sự thay đổi lớn trong đội hình, các cầu thủ Việt Nam được dự đoán sẽ trình diễn một lối đá đẹp mắt với dàn cầu thủ trẻ đan xen với những cầu thủ kinh nghiệm tại vòng loại WC năm nay. Việt Nam được xếp vào bảng G với sự góp mặt của các đối thủ như Malaysia, Thái Lan, United Arab Emirates và Indonesia. Sau lượt thi đấu đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam của chúng ta đang xếp ở vị trí thứ nhất tại bảng G với 11 điểm có được sau 5 trận đấu. Đội tuyển Việt Nam đã có 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Hàng công của đội tuyển quốc gia đã có 5 bàn thắng và hàng phòng ngự đã phải vào lưới nhặt bóng một lần. Để chuẩn bị cho lượt thi đấu thứ hai, Việt Nam sẽ có chuyến bay sang Jordan để thi đấu với đội bóng này trước khi đón tiếp Indonesia vào ngày 7 tháng 6 năm 2021. Với tình hình hiện tại, đội tuyển Việt Nam năm nay với sự góp mặt của các ngôi sao trong đội hình như Văn Hậu, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, được dự đoán sẽ dễ dàng có được một vé đi tiếp trong bảng đấu đầy khó khăn. Với tương quan lực lượng và phong độ của cả hai đội trước trận đấu, chuyên gia nhận định kèo bóng đá nhận định người chơi nên đặt cửa Việt Nam trong kèo đấu lần này. Soi kèo tài xỉu. Trong 5 trận đấu gần nhất tại La Liga, Việt Nam đã giành chiến thắng 3 trận và hòa 2 trận. Thống kê đã cho thấy, trong 5 trận đấu này, hàng công Việt Nam đã chơi ổn định khi đã có 5 bàn thắng. Các trận đấu đa số đều kết thúc với ít hơn 2 bàn được ghi. Trong khi đó, 5 trận đấu gần nhất của Jordan thật sự thảm hại. Đội bóng này mới chỉ có được 2 chiến thắng và đã để thua 2 lần. Thống kê đã cho thấy, trong 5 trận đấu này, hàng phòng ngự của Jordan đã chơi thiếu tập trung. Bằng chứng là họ đã để thủng lưới 8 bàn trong 5 trận đấu và đa số mỗi trận đấu của họ đều kết thúc với ít hơn 2 bàn thắng được ghi. Chuyên gia nhận định, người chơi nên đặt cửa xỉu trong trận đấu này. Chọn xỉu cả trận. We'll be right back.